Rồi alo, chào anh em nha, em Phùng Đồng Ý nha. Nay em quay ngắn gọn cho anh em mấy mẫu quần nha. Đây là quần của Quảng Châu ha. Em bán chỉ giá có khoảng 250 300 ngàn một cái thôi ha. Đây, đều là mới 100% nha anh em. Tất cả đều mới nha, đủ size cho anh em ha, nhiều bông ha. Đây là đồ Quảng Châu nha anh em, hàng của Quảng Châu ha. Đó, đồ lính bông Quảng Châu bán cho anh em ha. Anh em lái xe, tài xế hay là anh em đi làm gì đó ha, anh em mình mặc cho nó dễ ha, rất là bền luôn nha. Mấy chất vải này anh em khỏi lo ha, mấy chất vải này là anh em mặc thoải mái, vải kaki mát lạnh mặc thoải mái ha. Đồ Quảng Châu ha, nó bán khoảng chừng 250 300 ngàn một cái thôi ha. Đó, không có hơn 300 ngàn đâu ha, 300 ngàn đổ lại một cái thôi, đều là hàng mới 100%, tem mát đầy đủ ha. Đó, em còn dư mấy cái. Đó, mấy cái đây thì em bán giá rẻ cho anh em nào chơi thì liên hệ em Hùng Đồng Ý ha. Zalo của em là 0933235211. Nó anh em cứ cần cứ liên hệ em rồi em gửi mấy cái mẫu qua anh em chọn bông thôi ha. Đó, anh em đủ size ha, size nhỏ, size lớn thì có đầy đủ ha. Đó, em chỉ có bao nhiêu quần đây ha, khoảng 8 cái ha. Em chỉ có 8 cái quần lẻ này ở ngoài ha, đồ Quảng Châu nha anh em. Đó, anh em lấy thì em để rẻ. Rồi, ok, em Hùng Đồng Ý chào anh em nha. Đó, mà em trước giờ em không có bán mấy cái quần này ha. Em đa số là hàng Mỹ, hàng lính xưa ha, tại vì do có bộ kiện hàng thì đâu có mấy cái quần này ha, thì em bán cho anh em giá rẻ nha, đó khoảng 200 300 ngàn một cái thôi. Ok, rồi em chào anh em ha.